13 con. Đây. 2 4 6 8 10 12 13 con. Có 2 mét lưới mà dính tới mười mấy con hả bạn? Có 2 mét rồi, quá 5 mét lưới. 5 mét lưới. Lưới con bự nữa. Không biết gỡ. Thôi gỡ rồi mà mình để lại một chập. Mà cái dính mà trong nó muốn dính nhiều hả? Đấy là rô phi trong nó muốn dính nhiều. Ngoài kia thì có đâu, ngoài kia chán người chờ. Năm nay cho nó ăn ăn liền nhanh nè, qua đi. Gỡ. Giữ này để nó ập cái đầu ra. Trời nó dính vô đây nè. Rồi nào. Bại luôn. À, nãy giờ là lên lắng cá rồi nè các bạn. Tắm đây tắm kia dính được mấy con nữa nè, coi có mà đâu dính 5 con rồi chứ. Chùm 5 con. Đây luôn nữa luôn nè. Đó mình đưa có nãy rừng trong chỗ kia kìa. Con quả nó chạy. Đi xe ba gác chở cá về chứ cá chạy gì hết trời. Được cân đoạn không ơi à, sao mà kéo vô được khúc trong này xíu nữa kìa. Đó rồi đó đó. Đây từ đoạn chỗ kia là tới đây được có một khúc thôi. Là khoảng 30 mét thôi là có cá thôi. Gãy vô một con chưa xong trời. Con không biết đường gỡ luôn á chứ. Rồi quá đâu. Không phải rối đường luôn hả? Đi gỡ cái đường, cây gỡ cái trục cá rồi làm như thế chứ. Không được luôn. Con bự. Anh gỡ giùm luôn đi. Bự nó quắn nhiều. Không thương gỡ. Nè. Đi gỡ nha. Gỡ không được xé luôn. Nãy giờ mình mới gỡ một con cá này nè. Ăn rau nùi luôn ha. Không biết đường nào mở luôn. Quả tôi gỡ tới 12 con, anh gỡ một con nha mọi người. Không, con này nó quắn hết luôn. Nó giật lưới mà bay luôn mà. Hơi sắc. Nó quắn vậy là sao chứ. Một tấm lưới mà cái toàn bộ dính hết vậy chắc bỏ lưới luôn. Không đâu vậy. Thôi lên bờ. Quên đi lại gỡ phút kia nữa. Đã rối lưới luôn rồi. Cái đó mình kéo vô tới thằng này đâu kia luôn à, nó ngon. Không, càng quá, đây là càng quá. Không mấy là dăng vô tới đó đó mà cá nó mới nhiều. Là vô trong nước cạn hơn nè. Nước ấm á là đâu khi nó nhiều. Nhiều cá quá. Có dính kia nữa tới nửa rồi kìa. Đây. Đập cái bọc đó ha. Dính rồi, bóng rồi dính rồi. Hôm nay là thăm lại nè, ăn ủi rồi nè. Dở nó thả xuống một tay dở thôi, ví dụ như là lưới anh sao nó khô rồi nó bị trâu đi mà lưới. Đi ra đây nè. Đây là chính. Rồi, nó tút lại bốn ngoài đây luôn. Nó đi ngang không mày. Quá cái gì vậy? Nó do sình nó chơi em. Nó chọi với lần. Ra đây nè. Anh nó muốn không? Muốn người ta bán ở chợ đây thôi đắng. Đi đưa đi đủ thử đi. Từ đi.
nướng đi. Đây. Rồi. Mình tiếp tục cá mà. Má cái lưới nó kéo cái lưới chạy 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 luôn kia. Đó đang dính cái lóc á, cái trì gì đó. Dạ. Đó phải ta con bò thôi, một cái nhót là lên phải kia cái bị bà cái đủ nước phát. Đừng có không đủ có thôi. Đấy là phải lý sao mà phải đâu có được bà đâu. Đồ ăn à? À, ốc gì vô. Ốc đầy quá giờ bỏ cá sợ nó phóng ra nữa. Đi vô bờ. Trời ơi. Đau quá. Con này trọng trọng nè. Có pháp khủng mà sau này nó không dính ta. Mang cá lóc này. Cái vậy là gửi mày xỉu rồi vậy nè. Tấm kia gửi bên mày xỉu kìa. Tấm kia là trong bờ gần nó muốn. Á mấy xe đã đổ bụi quá. Hai nhỏ rồi kia tắm luôn. Hai đứa chưa đứa nào mà lội nước lần nào. Trời ơi, tại giờ trong mới muốn. Ai nè. Lâu cho mấy đứa nó đi về tới một bữa. Không có. Đây cầm xôi cho. Đó vậy. Số ốc à. Con cá là này. Bắt buổi này ốc là nhìn muốn xỉu luôn. Còn mấy bạch trên kia chưa đổ vô nữa. Hôm nay là ăn thấy ốc bữa luôn. Đó đó. Cái gì ạ? Cái đầu rách xảy mẹ rồi. Má mới chạy lên Thái. Hồi nãy này cũng chạy lên Thái rồi phải không? À. Không chạy phải không? Gỡ đề đó. Giờ là xảy mẹ rồi. Gỡ vốn cái đề anh em ơi. Thôi kệ nó. Có mấy cái cạnh rồi chắc nó rơi xuống cạnh á. Cái đề mình nó xuống ta. Đó nhớ thì nó xuất cảnh nó rớt thôi chứ gì đâu. Quậy vô đó mà cá chết nổi lên luôn. Tấm này gỡ tới rồi đây thôi. Gỡ tấm cái đây đó. Qua đè mình gỡ đó mình vô bà luôn. Có phải là mình thả ra mọi người. Nó có bị thế này cũng tay cũng rất là lý tưởng. Tấm này không có con nào luôn cho coi. Ô, nhiều cá quá anh em ơi. Cá quá mà ở đây sống quá. Không có con nào luôn. Con kia thôi, cái kia đủ mà, đủ con kia rồi. Chưa mãi vừa thả thầy chưa được mới rút mà. Con nào không? Đây. Ôi. Cá bự lắm ở dưới này luôn rồi. Hai ba con một chỗ luôn các bạn. Đủ nhau đi chơi cho đi. Ba con. Một vị trí được ba con các bạn. Ôi đạp dưới vô chừng con cá rô phi gì vậy? Đâu con nữa thì mất đi rồi. Đó đó. Rủ nhau đi nè. Nó không cân bằng để dốc dốc ốc vào bớt. Cân bằng rồi đó. Giờ toàn thấy ốc không luôn, không thấy cá nữa. Đây. Được cá vô. Hai em. Hai một chỗ luôn à. Đây nhỏ nhỏ không à, không có cá nào lớn luôn á. Dân lao kìa, dân lao cá lớn nó đi đây. Lớn không á. Anh này quảng cáo cho công ty PepsiCo City luôn. Đây. Hai em. Em luôn. Nào. Cái nón này là chế nghe một người đừng anh em đá nghe. Xem xong đừng anh em đá đừng chửi tôi nghe.
trời nắng quá tự chế nó. Ồ, đây nè. Trời ơi, đen luôn à. Anh nó rời coi nè. Đi mua hàng luôn. Đó. Nó rời chỗ đây mình đuổi nè. À. Có nào con chua rồi anh em ơi. Ở đây cái chiên này chấm mắm me rồi chứ con chua rồi. Mà làm món gì cũng được hết. Có một đoạn mà dính nhiều cáo quá ha. À, lấy chén đi nè. Đi. À, lấy mình chén nó thôi. À. Hú đốt chưa không biết nữa. Sao nãy giờ không thấy không? Anh cứ lấy cái quẹt. Có cái quẹt làm gì đốt khi nào cháy. Đây là cá bự nè. Con này cũng ba ngon á. Con nó cầm cái sáng dài ra hả? Ok nó an ủi có hay không? Có đốc phi nè. Cái nãy cái nhỏ không rồi. Cái phi này nó đậm nhất rồi đó. Nó dẫn nè. Đó nè, nó dính nè. Trời ơi. Đây. Không muốn gãi. Đoạn này cũng không có nhiều lắm các bạn. Dính mà xúc phạm người nhìn luôn. Một đoạn này cỡ chắc có mười mấy hai chục con á. Nhưng mà cũng không có lớn lắm, nhỏ nhỏ à. Anh em coi giải trí vui nhớ bấm đăng ký ủng hộ tụi mình nha. Để tụi mình có động lực làm tiếp những video tiếp theo cho anh em coi. À, sao có xe ủi cho nên nó ồn dữ ta. Đây. Đúng nhỏ hả? Có anh cái lóc nào đó, hay là cái tre gì bự bự à. Nhìn nó mới không có trắng. Đó đó. Phi nè. Con này bự nè. Con này được, ba ngon á. Đây nổi đầu một hàng luôn nè. Lúc này mình đuổi ra nãy. Đây mình dở lên anh em coi cái này. Này. Đó. Một hàng luôn. Giờ nó đồng đây không? Hồi nãy không nhiêu đầu lưới là nước cạn mà nhiều khủng khiếp luôn. Đó, anh em coi nè đó. Nó dính không còn chỗ nào dính nữa rồi nè. Đó. À, hai ông cầm hai khúc dở lên nha nè. Dở lên coi. Giống như sâu cá. Đó, cầm hai đầu vậy. Có một đoạn có 3 mét nữa các bạn. Đó. Cái đoạn này thì mình đang lên nha. Mười mười mấy con luôn á.